Hi, xin chào các em đã đến với kênh Ngôi Nhà Trẻ Khơ. Các em ơi, sắp tới Trung Thu rồi, các em đã nghĩ ra ý tưởng làm lồng đèn nào chưa? Nếu chưa thì hôm nay chị và các em cùng làm lồng đèn bằng cây xiên que và giấy A4 nha. Để làm lồng đèn bằng xiên que, chị đang sử dụng giấy A4, cây xiên que các em, keo 502 và hước, kèm dùng để cắt xiên que, cuối cùng là đàn lép. Nếu không có đàn lép, các em có thể sử dụng đàn cạy. Giờ thì chị em chúng ta cùng làm thôi. Đầu tiên chị Đơn sẽ sử dụng 4 cây xiên que như thế này và gấp đôi 2 cây xiên que lại và dùng keo 502 dán các em. Sau khi dán xong, chị Loan sẽ đo chiều ngang là 2cm các em. Từ 2cm, chị Loan sẽ đo xuống 14cm. Chị Lân sẽ sử dụng 4 cây xiên que có chiều dài là 9cm. Chị Lân sẽ sử dụng 2 cây xiên que gấp lại và dùng keo 502 dán lại. Chị Lân sẽ sử dụng 2 cây xiên que có chiều dài là 10cm. 2 cây xiên que có chiều dài là 5cm nha các em. Chị Lân sẽ dán lại hình thành chữ nhật. Chị Lân sẽ sử dụng cây xiên que có chiều dài là 1,8cm để nối hai hình chữ nhật lại với nhau các em. Sau khi nối xong, chị Lân sẽ dùng keo và dán. Tiếp theo các em sẽ làm 3 khuôn hình giống như thế này để làm các cạnh của lồng đèn nha các em.
Giờ thì chị Lan đã làm gần xong cái lồng đèn rồi các em ơi, nhìn cũng khá là đẹp phải không các em? Tiếp theo chị Lan sẽ làm phần đế đèn nha các em. Chị Lan sẽ sử dụng 3 cây xiên que như thế này, gắn lên phần đế đèn. Vậy là chị Lân đã làm xong đèn led cho lồng đèn rồi. Tiếp theo chị Lân sử dụng 2 cây xiên que như thế này để làm phần tay cầm cho lồng đèn các em. Chị Lân sẽ bắt chéo qua và sau đó dùng keo dán lại. Chị Lan sử dụng 4 sợi dây thừng có chiều dài là 30cm, chị Lan sẽ cột lại như thế này. Các em ơi, vậy là chị Lân đã làm xong chiếc lồng đèn bằng xiên que và giấy A4 rồi. Làm thì cũng khá là đơn giản thôi. Các em có thể tự làm cho mình một chiếc lồng đèn như thế này để đi chơi Tết Trung Thu nha. Video chị đến đây cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại các em ở những video sau. Các em hãy bấm thích và đăng ký